Nossa, é uma coisa. Một trận đầu tiên thì gặp Xbo, trận thứ hai gặp Lava. Không còn gì để nói. Gặp Lava, gặp Golem thì bên nào mạnh hơn? Thực ra là bên Golem, bên Lava mạnh hơn. Bên Lava mạnh hơn. Bởi vì bên Lava họ còn đép được. Golem nằm ở dưới đất. That the infestor. Yeah, yeah. Ờ, đúng rồi, thực ra là nhưng mà tại vì là nếu mà không thả con Ketuando thì cái con băng không Omega nó sẽ vả chết con Vizas. Và mình chưa tính được là con Vizas thứ hai nó có xương ra luôn được không, nên mình phải dùng Ketuando. Nhưng mà đáng lẽ ra là phải giữ Ketuando để cho Balloon đúng hơn. Nói chung là thì mà cuốn quá, lúc chiều đánh căng phết sâu rất mặt lơ. Đợt vẫn còn 2 ngày nữa, rất mong là sẽ có lên được 500 ván. Độ khoảng 15 phút là mình sẽ nghỉ stream nhá. No. Miner. No way. No. Sáng lại ở mùa 2 ngày cuối mình sẽ cố gắng lên. À, ông này chơi Sparky level 3. Căng phết. Sub super close. Để sớm. Đánh ca đó. Như là dùng rocket để cho Sparky. Hey. Oh, super goblin, hey. It's real. Yeah, real. Welcome to my channel. Flip over. What are you doing here? No, wait! More cannons! No. Yes, Luna is the best. With Balai, very, very nice. I love you. I love you. No way. Come on, OG. No, game over. Need to do an up cow. Hey, I need stop.
Oh!
I'm the fan.